Ai rồi cũng sẽ tìm được một người yêu chính con người thật của họ. Thế giới có tận 7 tỷ người, chắc chắn sẽ có một người nguyện leo lên mặt trăng vì bạn. Và rồi em gặp được anh. Anh chính là người đặc biệt trong 7 tỷ người đó. Một người như thể sinh ra để dành riêng cho em. Anh mạnh mẽ, độc lập, đáng tin cậy và tốt bụng. Anh như một mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu trong cuộc đời của em. Từ ngày yêu anh, em như có thêm một người bạn, một người thân. Anh thấu hiểu em, sẵn sàng lắng nghe em tâm sự sáng đêm tất cả những chuyện trên trời dưới đất. Khi ở bên anh, em thoải mái là chính con người em. Em từng là một người không muốn có trách nhiệm với bất kỳ mối quan hệ nào trong đời. Nhưng anh thì ngược lại. Anh luôn biết suy nghĩ cho em, và mọi kế hoạch trong tương lai mà anh vạch ra đều có em ở đó. Một trái phát thật lớn để cùng chào đón chúa rể Heaven. Cách đây vài ngày, tụi mình có một lần cãi nhau lông trời lở đất. Trước đây thì mình chỉ cãi nhau vài câu rồi lại làm lành ngay. Khi cãi nhau to đến như vậy, anh liền nghĩ tới câu nói của một người bạn. Thật ra hôn nhân chỉ là thay đổi một cái tên của một mối quan hệ, kèm theo sự ràng buộc. Nhưng mà lúc đó anh thì lại đem Instagram và xem lại hết những giai đoạn từ lúc mình mới yêu. Anh lại nghĩ rằng thật khó để tìm được một người con gái trong số 4 tỷ người phụ nữ trên trái đất này phù hợp với mình giống như em. Lúc đó anh tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để em buồn nữa. Biết là anh có nhiều điểm chưa được như em kỳ vọng, nhưng anh sẽ luôn cố gắng bằng tất cả khả năng của mình để biến em luôn trở thành một cô công chúa, nhất là đối với anh. Và cả nhà thân mến, ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của một cô gái có thể nói là xinh đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tất cả chúng ta hãy cùng nhau vang lên những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu Bảo Minh. Hơn 4 năm bên anh đã khiến em thay đổi rất nhiều. Em bớt đi sự ích kỷ và có trách nhiệm hơn với mối quan hệ của chúng mình. Em mong trong tương lai, em luôn là một người anh có thể sẻ chia và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên. Hy vọng mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta sẽ yêu thương nhau hơn ngày hôm qua. Luôn kiên nhẫn và bao dung cho những thiếu sót của nhau. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và đi đến cuối cuộc đời nhé. Em yêu anh. Từ giảng đường cho đến lễ đường là một hành trình thực sự tuyệt vời của hai bạn Vinh và Minh. Và trải qua rất nhiều những khó khăn thử thách thì ngày hôm nay cả hai đã chính thức về chung một nhà. Và ngay lúc này, tôi tin rằng tất cả chúng ta đang cùng nhau có mặt để có thể gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến hai bạn Vinh và Minh. Từ ngày yêu em thì con người và suy nghĩ của anh cũng thay đổi theo, kể cả khẩu vị nữa. Tụi mình hay cãi nhau là đồ ăn miền Tây ngon hơn hay là đồ ăn ở miền Đông quê em thì ngon hơn. Thật ra thì đối với anh, đồ ăn ở đâu cũng được, miễn là có em ăn cùng thì nó là ngon nhất. Anh mong từ nay về sau, em vẫn sẽ mãi là cô công chúa xinh đẹp dễ thương của anh. Mong là em luôn tươi cười giống như lần đầu tiên mình gặp nhau, dù có khó khăn cách mấy. Anh sẽ luôn bên cạnh em và sẽ luôn cố gắng để bảo vệ em, không chỉ trong đời này, còn cả những kiếp sau nữa nếu anh có cơ hội. Phía trước nó không thể nào luôn luôn bằng thẳng được, chắc chắn là sẽ có những khúc mắc, những khó khăn. Thì những khi như vậy đó thì các bạn phải nhớ là mình đã trải qua hành trình nó như thế nào. Mình tin là hai bạn sẽ làm được, hãy vì nhau mà sống. Thật sự là rất rất hạnh phúc khi được thấy Minh và anh Vinh đi đến với nhau và có một cái kế hạnh phúc như thế này. Nhưng tới đây thì cũng không biết nói gì hơn, em chỉ chúc mình hết sức ngọt ngào, hết sức nồng cháy. Em có mặt ở đây để chứng kiến được cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn em. Chúc cho bạn luôn hạnh phúc, có được người vợ rất là xinh đẹp. Nhìn thấy Minh được cưới một cái người chồng mà Minh rất là yêu thương thì sao đó, rất là xúc động. Chúc Minh và anh Vinh là trăm năm hạnh phúc. Thì hôm nay anh hy vọng là qua hôm nay em và Minh chỉ có up thôi, không down nữa.
Anh cũng không biết nói gì nhiều, nhưng mà hôm nay anh thấy một cậu bé và một cô gái rất là đẹp, may mắn. You're